các bạn có thể kéo xà cao tới cỡ nào. Như thế này. Như thế này. Như thế này. Hay như thế này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập kéo xà siêu cao và có cả mini game cực kỳ hấp dẫn nữa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về Fitness và Lifestyle của Xin Phạm. Kéo xà cao là một động tác nhìn rất ấn tượng đúng không? Chắc chắn các bạn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ nếu các bạn kéo xà mà cả người như bay, dính lên trần nhà, kéo xà dính cả vào bụng, nhìn để chứ. Kéo xà cao thể hiện rất nhiều sức mạnh và kỹ năng của người tập. Nó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh đến từ cánh tay, lưng xô để thực hiện những chuyển động kéo rất mạnh mẽ. Không giống như kéo xà thông thường, biên độ chuyển động dừng lại khi xà kéo chạm vào ngực. Kéo xà cao, biên độ chuyển động được kéo dài ra, thậm chí các bạn có thể kéo xà chạm tới bụng hoặc thậm chí ngang thân lưng luôn. Để kéo xà được cao hơn thì kỹ thuật kéo xà cũng cần phải thay đổi một chút. Thay vì kéo theo trục thẳng đứng như cách kéo xà thông thường, để kéo xà được cao hơn, chúng ta cần phải đổ người về phía sau một chút và kéo chéo lên về phía sau. Như vậy thì ngực sẽ không bị chặn bởi xà. Tùy thuộc vào độ cao mà các bạn muốn kéo xà tới thì góc kéo cũng có thể thay đổi nghiêng về sau nhiều hơn hoặc ít hơn. Khi kéo xà cao, các bạn sẽ vừa phải kéo xà, vừa phải thực hiện lat push down, nghĩa là dùng xô kéo cánh tay ép sát vào người. Ngoài ra, để kéo dài biên độ chuyển động của một động tác thì các bạn sẽ cần phải thực hiện động tác đấy thật là explosive, tức là vừa nhanh, vừa mạnh, vừa thật dứt khoát. Ví dụ như chống đẩy, biên độ chuyển động của chống đẩy chỉ dài bằng đúng độ dài của cánh tay. Để đẩy được cao hơn thì mình sẽ cần phải đẩy explosive hơn, đẩy mạnh hơn để bắn được người lên. Thì tương tự kéo xà cũng sẽ như vậy. Nếu chúng ta chỉ kéo chậm rãi thì sẽ rất khó để lên cao được. Thay vào đó chúng ta cần phải kéo thật mạnh và dứt khoát. Và để làm được điều này, sau khi nắm được vững cách kéo xà cơ bản, chúng ta sẽ có những bài tập nâng cao hơn để rèn luyện cả sức mạnh và kỹ thuật cho kéo xà cao. Ngay bây giờ hãy cùng đến với các bài tập để luyện kéo xà cao và đừng rời mắt khỏi màn hình vì một chút nữa thôi chúng ta sẽ còn mini game đấy. Let's go. Bài tập đầu tiên của chúng ta sẽ là weighted pull up. Muốn kéo được xà cao, trước khi bàn đến kỹ thuật thì chúng ta cần phải có sức mạnh trước đã. Càng khỏe càng dễ kéo cao. Với các bài tập calisthenics thì việc phát triển sức mạnh rất khó để đong đếm. Nhưng nếu có thể đeo thêm tạ vào thì các bạn sẽ có trọn vẹn ưu điểm của tất cả mọi thứ. Vừa dễ đong đếm, vừa dễ tăng sức mạnh hơn. Tìm mức tạ cân đối để làm sao có thể kéo được hết sức khoảng từ 5 cho đến 7 rep rồi dần dần tăng mức tạ lên trong khoảng rep này. Weighted pull up chắc chắn sẽ giúp các bạn khỏe lên một cách nhanh chóng. Động tác thứ hai các bạn nên tập đó là sitting L-sit pull up. Hãy tìm kiếm một chiếc xà thấp để làm sao khi ngồi dưới đất thẳng tay vẫn có thể cầm được vào xà. Sau đó siết chặt người lại và dùng hết sức để kéo người lên cao nhất có thể. Tập cách này giống như là pendlay row hay là deadlift vậy, sẽ không có đà, không có cách nào để gian lận cả, 100% toàn bộ sức mạnh đến từ cơ bắp. Các bạn sẽ học được cách phát lực sao cho vừa thật nhanh, vừa thật mạnh. Giống như một chiếc xe đua, động cơ tốt không chỉ đơn thuần là có công suất lớn, mà quan trọng là phải làm cho chiếc xe đạt được tốc độ từ 0 đến 100 thật nhanh. Và đấy là những gì mình muốn các bạn làm được ở đây. Mới đầu kéo chưa được cao thì các bạn hãy bình tĩnh, ngồi xuống duỗi tay cho thoải mái, hồi đủ sức thì lại tiếp tục thực hiện động tác, không cần phải thực hiện liên tục. Và đến khi các bạn cảm thấy xây dựng đủ sức mạnh và sự tự tin thì hãy treo người lên xà và thực hiện lại động tác L-sit pull up. Khi đưa chân lên vuông góc với người để L-sit, trọng tâm của cơ thể sẽ thay đổi, người sẽ hơi bị đẩy về phía sau để cân bằng lại. Điều này sẽ tự nhiên tạo ra tư thế thuận lợi hơn để kéo xà cao. Lúc kéo, người sẽ hơi đi về phía sau và lên được cao hơn. Một phần kỹ thuật của kéo xà cao là phải kéo về phía sau, và với L-sit pull up thì bạn đang làm đúng được việc đó. Nhưng chú ý ở đây là các bạn sẽ phải gồng bụng rất chặt để duy trì được tư thế và trọng tâm được ổn định nhất có thể. Với động tác tiếp theo, band assisted pull up, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc dây kháng lực. Chiếc dây sẽ trợ lực để các bạn có thể tập trung hơn vào cảm nhận và kỹ thuật của động tác. Chọn lực dây vừa đủ để dồn hết sức là có thể kéo được đến độ cao mong muốn. Khi treo người trên xà, các bạn hãy ngả người về phía sau một chút, sẽ cảm nhận được dây đang tạo ra kháng lực để người hơi chéo lên. Lúc này chỉ cần kéo thật mạnh là sẽ lên rất cao. Dây sẽ hỗ trợ giảm bớt lực kéo, đồng thời giúp lực kéo của các bạn đi đúng đường hơn. Kéo quen thì dần dần giảm lực hỗ trợ từ dây đi cho đến khi có thể thực hiện mà không cần dây là ok. Với bài tập này thì các bạn hãy thực hiện tầm 7 rep. Cuối cùng, khi đã sẵn sàng thì bung lụa hết thôi. Kết hợp tất cả những gì các bạn đã chuẩn bị để thực hiện động tác kéo xà cao một cách thật trọn vẹn. Hãy bắt đầu với 3 cho đến 5 rep mỗi hiệp,
không cần quá nhiều để tập trung được hết sức. Hàng tuần hay cách ngày, khi hết mỏi các bạn hãy thử tập để xem mình kéo được hết sức cao đến mức nào, và rồi từ đó tiếp tục xây dựng mục tiêu để luyện tập. Khi tập kéo xà cao cũng như các bài tập hỗ trợ, các bạn hãy tập trung vào việc làm sao để phát lực thật nhanh và mạnh, giống như khi chúng ta bắn dây chun ấy. Kéo căng dây ra và thả tay nhanh thì chun sẽ bắn đi rất xa. Và đó là từng bước để tập 2 pull up kéo xà cao. Các bạn hãy cứ kiên trì tập theo các bước này thì đảm bảo từ giờ cho đến hè các bạn sẽ kéo xà ngày một cao hơn. Nhắc đến mùa hè thì đây là lúc mà anh em đi tập chúng ta ai cũng gặp phải một vấn đề cực kỳ nhức nhối, đó là mồ hôi và mùi cơ thể. Nguyên nhân chính dẫn đến mùi cơ thể là do khi chúng ta luyện tập, mồ hôi tiết ra rất nhiều. Và khi mồ hôi ở trên da tiếp xúc với cả vi khuẩn như các chất bẩn thì chúng phản ứng và gây ra mùi rất khó chịu cho cơ thể. Có rất nhiều bạn hỏi mình làm sao để xử lý được. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bộ sản phẩm có tên là Deo, đến từ Roto, một thương hiệu Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng. Chắc ở Việt Nam ai cũng biết cái thuốc nhỏ mắt Viroto rồi đúng không? Các sản phẩm sữa tắm đến từ Deo có thành phần đến từ than đen sẽ giúp hấp thụ dầu thừa, làm sạch các bã nhờn và chất bẩn nằm sâu ở trong da. Ngoài ra, còn có các thành phần hoạt tính khác cùng với cả công nghệ làm sạch ion polymer sẽ giúp kháng các vi khuẩn gây mùi cũng như khử mùi cơ thể suốt 6 tiếng. Ở đây thì mình đang có hai loại sữa tắm khác nhau, cả hai đều có mùi hương thảo mộc rất nhẹ nhàng, nhưng mà ở trong chai màu xanh dương này thì sẽ có thêm menthol, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy mát lạnh sảng khoái hơn. Nếu các bạn thích cái cảm giác đấy thì hãy sử dụng màu xanh dương nhé. Còn nếu các bạn chỉ tìm cho mình một cảm giác tự nhiên và nhẹ nhàng thì hãy sử dụng chai màu xanh lá này. Ngoài ra, bộ sản phẩm Deo cũng có cả lăn khử mùi dành cho vùng da dưới cánh tay nữa. Không nhờn, không màu, không gây vàng ổ áo. Và với thiết kế đầu lăn linh hoạt, sản phẩm sẽ được phủ đều ở trên da một cách dễ dàng chỉ với một lần lăn. Vì mồ hôi tiết ra từ vùng da dưới cánh tay có thành phần khác với mồ hôi tiết ra từ các vùng khác ở trên cơ thể, thế nên các bạn hãy sử dụng cả hai sản phẩm để đạt được hiệu quả khử mùi tốt nhất. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm bộ sản phẩm này hoàn toàn miễn phí thì hãy tham gia một mini game cực kỳ đơn giản với mình nhé. Đó là hãy chọn giá đúng. Các bạn hãy cho mình biết trị giá của bộ 3 sản phẩm mình đang có ở trên tay này là bao nhiêu tiền. Sau đó hãy comment tên đầy đủ của các bạn kèm với cả đáp án xuống dưới phần bình luận. Ba bạn có đáp án chính xác nhất và may mắn nhất sẽ nhận được những sản phẩm miễn phí, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhanh tay comment chứ còn chờ gì nữa. Hy vọng mọi người thích video tuần này. Mùa hè sắp đến rồi, sẽ còn rất nhiều các video thú vị khác nữa. Thế nên các bạn đừng quên like và subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Xin Phạm.